sexy không calo, sảng khoái tô đỉnh, bùng cùng rap Việt. Lay's snack khoai tây số 1 thế giới, giòn ngon, phiêu cùng rap Việt. Ooh. Hey. Còn đàn đánh làm sao thì kệ đàn. Người ta bảo lụt phố thu lệ làng, anh chỉ thua khi nhìn giọt lệ nàng. Em ơi đừng khóc, em ơi. Baby don't cry, em đang hôn ai, hôn nhau mê ly. Hãy cứ gọi cho anh mỗi khi rảnh, để anh dắt tay em mình đi cảnh. Hey, về quê anh ngày Đồng Nai, mẹ anh trồng lúa còn bố anh trồng khoai. Anh không biết sau này làm chồng ai, chất luôn trong máu nên đâu cần công vai. Bài này vui lại còn bắt nghe phía tai. Đây là rap Việt trên HTV2. Dẫu đôi chân đi đi về hướng mặt trời. What's up rap Việt? Dù trong màn đêm tối, mình đi cùng con phố để tâm hồn ra lối. Ta đi và ta đến, hãy đến, hãy đến với nhau. Trăm năm mới có một ngày, và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Trăm cây từ Bắc Sài Gòn, giờ không có lẽ. Nào mình hôn tay thôi, nói yêu nhưng em hiểu tí nào đâu. Em kêu anh thì là phải cố vào sâu, đừng có qua cầu, xong rồi rút ván. Còn một khi đã chơi, là phải chơi lúc cạn. Anh là dân thường, không phải dân chơi, nhưng mà anh làm nhạc để cho toàn dân chơi. Alo alo cho bạn thân ơi, đừng buồn khi đường đi hai chân lạ. Hôm nay mình yêu luôn, đừng để mai âm nhạc này mày còn vang, game này sẽ còn vui khi trong đó còn ca. Tìm về hướng mặt trời, rồi trong màn đêm tối, mình đi cùng con phố để tâm hồn dẫn lối. Tiếng ca cho đời mê say, nhạc vui cuồng quay nhịp chân rộn ra. Hãy đến nơi đến với nhau đêm nay. Giọng bố Malay phết nhở. Very nice. Did you? Yeah, thưa quý vị, Toucan. Xin được cảm ơn DJ Mie và ca sĩ hỗ trợ Huỳnh Tú. Cảm ơn các bạn. Yeah, chúc mừng em. Uống miếng nước không? Có, cho em xin miếng nước ạ. Cho đòi nước thí sinh hay là ho bế liền? Hay quá. Trời là ngon quá. Trời ơi, nhỏ thi xong khát nước. Ngon. Quả đá Pepsi à? Ừ, vậy đeo vô đi. Ừ. Đúng với cái tinh thần khúc nhạc vui, thật sự là một cái bài hát rất là sung và rất là catchy, nghe giai điệu rất là bắt tai. Và mời Karik. Xin chào bạn. Thật ra lúc nãy mình chọn bạn bởi vì đầu tiên là mình thích cái tinh thần của bạn khi mà bạn lên sân khấu. Đó là bạn bàng quan mọi thứ. Mình không nghĩ là bạn có thể viết được một cái bài nhạc mà nó vừa đông đưa, mà nó vừa lả lơi, mà nó rất là văn minh. Nó khiến cho mình không thể nào mình ngồi yên được một chỗ. Và điều đó là điều thực sự rất là thành công bạn. Xin chúc mừng bạn. Yeah. Ok, mời Benji. Benji cũng là người chọn. Hai em, anh biết em từ trước rồi. Anh biết cái khả năng, cái thế mạnh của em ở đâu. Em ở cái thế giới battle rap, thì những cái cặp vần mì ăn liền của em nó rất là nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà cái bài hát lần này của em, những cặp vần nó rất là đẹp. Em đã hơi né qua cái thế mạnh của mình một tí và em đi qua phần songwriting hơi nhiều. Đó là cái điều rất là tốt cho cái cuộc thi lần này. Và chúc mừng em, bài hát rất là hay. Yeah. Yeah. Mời Ramastic.
Đấy, như anh đã chia sẻ lúc từ ban đầu, cái điều mà Ramastic luôn hướng đến đấy là những cái góc nhìn lạ, đặc biệt trong âm nhạc. Và ngày hôm nay khi mà em lên sân khấu và em có mẹ trồng lúa, bố trồng khoai mà không cần biết em là cháu ai mà lại rủ con gái nhà người ta đi cảnh. Yeah. Thì đấy là một cái tinh thần rất là bảnh của những thanh niên rất là rảnh. Và cái điều mà em có thể mang lại cái nụ cười cho mọi người này một cách rất là hồn nhiên, vô tư, nhưng mà có cả ý tứ của em ở trong đấy nữa. Đấy là cái điều mà anh rất là thích và anh rất là muốn có em về đội của mình. Và để giúp cái con đường mà em đang muốn hướng tới nó được hoàn thiện hơn, trọn vẹn hơn nữa. Dạ, cảm ơn Ramastic. À vâng, rõ ràng là như thế. Một cái bài hát nghe thì có vẻ rất là bình dị, nhưng mà thực sự ra cái cách bạn lựa chọn từ ngữ và cách truyền tải thông tin thì rất là văn minh, đúng không ạ? Anh cũng thấy là bây giờ bạn lại phong cách thì khá là giống Huawei, mà không hiểu tại sao Huawei không lựa chọn. Dạ, đối với em bản rap này rất là hay, nó rất phù hợp với Rich Bean rồi Ramastic. Nhưng mà về team của em ở thời điểm hiện tại, em nói là thời điểm hiện tại, thì nó chưa được phù hợp cho lắm. Có lẽ là em đã qua cái giai đoạn mà chơi rồi chơi cho lúc cán, cho nên là no. Ok, đã qua rồi hả? Nhưng mà cái tài năng của bạn đó thì rất là xứng đáng để được bốn đạp. Anh hiểu ý của em. Nó là một cái thế cờ, cho nên là em không thể nào đạp được. Nhưng mà em xin, trong tim em thì bạn có một đạp của em. Cảm ơn. Dạ. Anh hiểu là có một đạp của em rồi. Em cũng không cần đạp, tại vì mỗi lần em đạp là tóc em lại dựng đứng, tội nghiệp em lắm. Ok, anh hiểu ý của Huawei, thank you Huawei. Ok. Bài này em có freestyle luôn trên này, ra bài hát này không đấy? Em viết cũng kiểu là freestyle, tại vì kiểu là bản năng của em là nghe nhạc rồi ra cái câu nào, ý nào hay thì em sẽ giữ lại và em sẽ kiểu vuốt nó lại cho nó mịn ạ. Tại vì những cái cặp vần em chơi rất tự nhiên, nó không bị gò bó hay là nó không bị kiểu cố gượng ép nó vào trong như thế. Cái cách em liên kết giữa hai verse nó rất là hợp lý, nó tạo thành một cái bài rất là hoàn chỉnh. Nó có cái sự ngạo nghễ tự nhiên, nó rất là kiểu Bob Marley ấy nhỉ. Mà em dùng những cái từ ẩn dụ rất là hay, như kiểu lút cán này. Dạ, cái lút cán của em kiểu là lút cán là tức là đến nơi tới chốn, chứ không phải là kiểu là thì đấy, anh hiểu mà em. Ai hiểu nào thì hiểu. Thì bây giờ lút cán thì cứ lút thôi. Trong này thì người ta là chơi tất tay, em hiểu không? Đấy là mặc dù em chơi một cái flow rất là đơn giản, không cần phải quá cầu kỳ, mà bản thân cái chorus cũng rất là đơn giản, tự nhiên tạo thành một cái bài hát rất là trào phúng và rất là hay, kiểu thú vị như này. Thực sự là anh cũng phải cho em một đạp. Yeah. Thì là thú gì. Ok, vậy ok. Anh thật bất ngờ khi mà hôm nay chứng kiến một cái chiến mã và cái đầu lạnh đã từng hạ gục rất là nhiều đối thủ các cuộc thi khác rồi, mà hôm nay làm ra một cái chất nhạc mềm mại như này với một cái tác phẩm nguyên bản nó đã quá hay rồi. Hôm nay em còn làm thêm những cái được cái mẫu mới ngay từ những cái melody chủ đạo em đi đầu tiên. Em đã có cái tư duy sắp xếp cấu trúc bài rất là hợp lý và có một cái tầm nhìn sâu rộng hơn về cái nốt nhạc, không chỉ là đặt đúng chỗ đâu mà em còn cho người ta có một cái cảm giác bay bổng. Và anh thực sự anh cảm thấy rất là vui khi nghe được bài hát của em. Yeah. Ok, bây giờ á, cái liều lĩnh của em nó đã mang đến cho em ba đạp. Tôi không biết là câu chuyện sẽ đi về đâu. Xin cho vài lời gợi mở cũng như chiêu dụ thí sinh về đội của mình ạ. Có một cái mà mọi người nãy giờ ít nhắc đến, đó là cái tính châm biếm, cái tính hài hước của em ở trong tất cả các bài nhạc của em luôn, không phải là riêng cái bài thi lần này. Cái đó cũng là một cái điểm mạnh mà rất là hiếm có của em nữa. Như anh Thành có từng nói đó, để nó hài hước một duyên dáng nó cực kỳ khó, nên em có cái viên ngọc đó. Anh thì anh chưa bao giờ anh chạm vào cái vùng đất đó hết. Ở đây anh biết có Carrick làm rất là tốt cái điều đó, nhưng mà anh nghĩ anh có thể làm cho em phát triển nó theo một cách tốt nhất. Dạ, anh tin là như vậy. Dạ. Yeah. Theo một cái style rất là khua ngầu và hiện đại. Ok. Thế còn Ramastic? Ramastic cũng quan điểm gần như anh Bin vậy. Ramastic đánh giá rất là cao cái khả năng tạo niềm vui của em đối với mọi người. Bởi vì ở em nó có một cái sự chân thành, một cái sự ngây ngô mà nó có thể khiến cho người ta đồng cảm rất là dễ. Và khi đấy những cái yếu tố vui vẻ mà em mang ở trong bài hát ấy, nó sẽ đạt hiệu quả rất là cao. Mặc dù là anh cũng không nhiều khi làm những sản phẩm mang tính hài hước hay là khai thác quá nhiều vùng đất đấy, nhưng mà anh có xuất thân battle rap giống như em,
và anh cũng có đủ tự tin để có thể giúp em khai thác được cái hướng đi đấy của em một cách tốt nhất và hoàn hảo nhất. Anh thì không phải là một người duyên dáng quá đâu. Nói chung là không có được những cái yếu tố tốt như em. Nhưng mà anh biết cái gì phù hợp nhất với em ngay tại thời điểm hiện tại. Anh chỉ nói thế thôi, nói nhiều mất hay. Em cũng kỳ vọng là ở bản thân mình sẽ hoạt ngôn hơn để cho chương trình có nhiều tiếng cười. That's it. Đó là biểu hiện của sự lươn lẹo. Ok, ok. Xin mời quyết định từ hai vị giám khảo ạ. Cá nhân anh thì anh thực sự cảm thấy là bạn ấy hợp về với đội của Carrick. Anh đã từng nghe rất là nhiều bài của Carrick và cũng tạo cho anh một cái cảm giác như Tukan vừa làm ở sân khấu. Thế Justity thì sao? Thực sự thì về Ramastic thì bạn ấy có thể nhận được thêm nhiều những cái sự hỗ trợ để làm cho mọi thứ nó đa năng hơn là những thứ bạn đã từng làm. Đấy là anh mong muốn như thế thôi. Và thực sự là Carrick cũng là một người rất chịu khó để làm cho các bạn phá bỏ đi những cái hình ảnh vốn dĩ. Cho nên là quyết định anh với LK sẽ đưa em về với đội của... Anh với LK sẽ... đưa em về với đội của Carrick. Chúc mừng đội Carrick với thành viên 2Cans.